Hi, hello, xin chào các bạn. Nay là ngày cuối mình ở ở đây hả? Cũng hơi buồn buồn. Thì sáng giờ đi tranh thủ gặp bạn bè với mấy anh công ty ha. Uống cà phê với mấy anh công ty ở đằng đó. Thì cái mình chạy ra đây nhà bạn mình chuẩn bị tư giả. Sáng sớm ra khỏi nhà cái tự nhiên đụng bánh xe. Quê thiệt chứ. Rồi tại đây thăm đứa con mình mà đó vậy mày tiêu rồi chó sáng con nhà nha. con gốc kỳ của mình mà bị chó này nó đem về quê, nó không đem lên. Về nhanh đi mày, thầy cũng uống cà phê đây. Sáng sớm bạn mình nó mua cho vợ nó tẩm bổ cái bầu, bổ cái bánh ú. Mày nghĩ làm sao mà mày mua con vợ mày ăn cái bánh ú mày? Tao ăn bánh lá dừa, nó chỉ ăn bánh ú. Nó ăn bánh lá dừa? Sáng ăn có nếp á là nó rất là tốt cho dạ dày, biết không? Đúng không? Phải không? Đây, bánh lá dừa. Thằng Nghiệp đó, đi 5 trời về nó mua cho được cái bánh lá dừa nè. Hai bạn mình đó, tốt quá tốt. Cảm ơn cảm ơn. Nghĩ cái gì mày cũng có mà. Ủa, có nhiều thứ tao mua không được mà. Và phải ăn thôi, nó không phụ lòng của nó. Này đang cà phê mà bị mưa như thế này thì chả biết bao giờ mà về được. Có thể Cần Thơ chào đón mình tiễn mình trước khi về bằng một chập mưa ha. Mới nay đâu có mưa đâu, tự nhiên hôm nay dính mưa à. Cái gì không nè? Chào khán giả có tài đi. Dạ. Chào bạn ta đi, chào bạn ta đi. Mình chào mấy bạn. Chào Monica. Này BD các bạn ơi. BD á. Bây giờ là mình mới đi lấy hình về ha các bạn. Đây là thợ chụp của mình ha. Mình mới gặp một người xem YouTube mình, anh Kevin. Kevin. Kevin, anh tên gì ạ? Tên Linh. Tên Linh. Ồ, ảnh nhận ra mình luôn á, mình hết biết luôn á. Làm YouTube mà được người ta biết là cũng vui rồi, niềm an ủi với mình. Bây giờ là mình vô nhà, vô tiệm của ông anh, mình đi mua ốp lưng của trong quen. Hôm nay bán rẻ lắm nha, tại bán với mình mới rẻ, bán người khác không biết. Sao hôm nay có gì chặt chém em được không? Ủa nay vậy hả, nay của em hả? Anh khóa chặt chém Việt Kiều lắm em. Không, Việt Kiều nghèo lắm anh ơi, Việt Kiều không có tiền đâu. Có tiếng không có miếng đâu á. Ok, hôm nay là đám giỗ như bà ngoại mình ha. Thì sáng sớm tranh thủ đi chút xíu, giờ về ăn đám giỗ. Nói chung đám giỗ nhà cũng nhiều người nên nấu bữa cơm cúng thôi ha. Thì giờ ăn thôi. Giờ có gì? Hôm nay mày nấu gì vậy? Cà ghi. Cà ghi dịch. Thịt kho hột dịch. Còn gì dịch nữa không? Thôi ăn chút cà ghi ha các bạn. Mời các bạn ăn chút cà ghi ha. Về nhà ăn sống nhân còn mình thì mình không tranh thủ làm một chút công chuyện nữa. 12 tiếng nữa bay. Buồn quá, buồn quá. Ghi mình không biết ca ghi rồi. Không biết các bạn có ai ăn bún mà chan nước kho chưa ta? Bún chan nước thịt kho vô anh lạ lắm à, mà nó ngon. Thêm một cục thịt mỡ nữa, cục thịt mỡ nữa ăn rất lạ dữ. Mẹ mình mua hôm nay sao mỡ nhiều vậy ta? Hay quật mỡ. Ăn với bún ha.
thêm một cái trứng nữa. Ngon. Ngon các bạn. Bây giờ là mình đang trong phòng ha. Thì sáng nay mình đi uống cà phê với mấy anh bên công ty cũ của mình. Thì nói chung là cũng giống như mình tạm biệt vài người thôi, chứ cũng không tạm biệt hết, không có thời gian để mình đi hết, mình gặp bạn bè hay này kia. Thì mình sống tình cảm mà, ai có tình cảm mình phải đáp lại. Thì với uống cà phê với mấy người bạn chung, chơi chung cũng lâu, thì mua một số đồ thì thêm về nhà. Bây giờ về nhà là mình phải soạn thêm mớ đồ mình đóng thùng ha. Thì khuyên ai bay nên giờ mình phải kiểm tra một lần nữa, kiểm tra xem nó có dư ký hay thiếu ký gì không, mình biết mình có thể mua thêm đồ không, mình bỏ ra. Rồi nếu còn thời gian chiều mình tranh thủ mình có thể gặp một số người bạn, còn không thì có thể chơi ở nhà xong rồi tối là mình lên đường mình đi luôn. Thì nhỏ em mình nó mới mua cho mình một đống bánh tráng thôi. Nó mua cho mình 100 bịch bánh tráng luôn, về ăn chắc đã luôn đó. Không biết để lâu được không. Thì Việt Nam cũng vui cũng buồn, vui gặp bạn bè, buồn sắp xa. Giờ mình soạn đồ tiếp ha, rồi coi chiều có gì nữa mình hoạt động gì mình quay cho các bạn xem. Rồi hello các bạn, bây giờ cái bánh lăng nhỏ em làm ha, thì bữa làm theo công thức của anh hai á, nên mình sẽ thử nó làm thế nào, không biết có ngon bằng anh hai làm hay không ha. Mịn, bánh lăng mịn, rất là mịn. Có thơm mùi sữa và mùi trứng. Không biết cà phê. Cà phê làm nó tăng cái vị mà ngon của sữa và trứng của cái bánh lên. Rất là ngon. Ăn cà phê này nó có một lớp caramel mình chán ở trong á, thì nó ra nó hòa hiện vô thế à, thì nó ngọt ngọt như mình uống cà phê vậy á. Các bạn biết mà, khi mà mình ăn đồ ngọt mà mình uống một cái gì đó đắng á, thì tăng thêm cái phần vị giác của cái của mình lên cái miếng bánh. Rất là béo, rất là béo, rất rất là mịn ha các bạn, rất là mịn, khá là ngon. Ai mà là tín đồ của cái loại ngọt á, không thể bỏ qua cái món bánh lăng được. Bánh lăng này rất là dễ làm ha các bạn. Sữa, trứng, đường và một chút công phu mà chút cái kỹ thuật làm thôi. Thì quan trọng là phần đánh trứng á. Đánh trứng phải cho nó đều, mà không được lên bọt ha. Lên bọt là bánh nó sẽ không đẹp. Các
cái bánh khi mà để vô miệng các bạn nó tan nha, đầy khắp miệng luôn. Rất là ngon. Khi về bánh mình sẽ làm lại cái món này để xem có được ngon như này không ha. Lần trước mình làm bánh lăng ở bển này, nó thành bánh trứng luôn, quá trời nhiều trứng. Thì cái bánh này thay mình làm rất là nhiều lần ha, làm rất là nhiều lần, thất bại rất là nhiều lần rồi mới thành công được. Thì có thất bại có thành công mà làm mà mới biết được, mới rút ra kinh nghiệm được ha. Phải không? Đá này các bạn muốn ăn phan là dạng đá viên á, đá mà mịn, đá mà giống như đá bào quá. Ngon. Còn đá này ở nhà mình không có, mình đập đá cục luôn. Rất là ngon các bạn. Mà những người mập và béo như mình thì tốt nhất là hạn chế, vì nó sẽ làm cho mình rất là béo. Wow, ngon. Mấy các bạn. Buổi tối của nhà mình ngày hôm nay ha, đông đủ anh em, mẹ và ông ngoại nữa, đầy đủ hết trơn. Thì chuẩn bị tiễn mình đi, nên cái mặt đông đủ lắm. Thì mới đi mua trà về ha cho mọi người uống. Đây, mua trà tiên hưởng cho mẹ uống, nhớ mua một ly cho bạn mập lên sân bay uống. Để riêng lên đây rồi trà qua người đó lấy đi nha. Ồ sao như 5 người hả? Bên đó không phải của anh, đó của anh. Con cúc mua, mua nè. Ủa order nhiều lắm hay em? Thì mày đọc sao tao order gì đó. Một tắc ken, hai thay gỡ đào, một trà sữa lúa mạch. Ê, em có nhẹ nhớ nha. Của mẹ là cà phê sữa. Đâu? Cà phê sữa. Em có kêu anh mua nha. Tôi tưởng mày chọc chơi chứ mua. Tự nhiên nghe quán trà bán cà phê sữa bán mua đâu. Ai biết. Kêu mẹ uống trà sữa đi cho mập. Hay thế nào, tắt ken nè. Sao hai thay gờ đào? Ai biết. Để uống luôn đi. Trời. Vậy là xíu. Uống vậy. Đó. Đúng mạch. Rồi uống thay gờ đào đi. Uống đi, nó đâu có bia nhiều đâu. Uống ơi, uống báo ngủ ngon. Có bia chấm nè. Đầy đủ không? Đầy đủ anh chị em. Mẹ đâu? Ăn mắng cầu mà. Dạ ăn mắng cầu hả? Ăn mắng cầu. Ăn quá bụng bự còn ăn nữa. Bự rồi. Đây, nghe em vô mua cho ký bánh tráng trộn. Ba mùi. Về khoảng. Thế là. Một ngày trước khi đi của mình trải qua rất là êm đềm. Ở nhà chơi với nhà xong nằm coi phim. Và bây giờ chuẩn bị đi. Xin chào các bạn. Hẹn các bạn vào những video ở Mỹ ha. Bye bye.